Em không lấy chồng. Ai hỏi em sẽ lấy chồng? Thì em ở đây chưa lấy chồng. No, phải lấy chồng chứ. Không biết, bây giờ không có con số ở trong đâu. Còn em thì em nghĩ là có thể là em sẽ tầm năm 30 tuổi. Em nghĩ là có. Em nghĩ là không lấy đâu. Lúc đó sẽ ok hơn. Chồng biết phần này. Đặc biệt Duyên thân với Đặc. Còn em thân với Duyên và một bạn anh chị nữa. Nhưng mà mấy anh chị không phải là nghệ sĩ, mà là mấy anh chị đằng sau lưng nghệ sĩ. Lúc đó em làm gì? Lúc đó em thèm ăn cơm. Còn Duyên? Hello gì? Anh mua đồ thì uống cả hai. Đặc uống cả hai. Uống cả hai. Đặc đi bao nhiêu tuổi sẽ lấy vợ, Duyên bao nhiêu tuổi sẽ lấy chồng? Em không lấy chồng. Ai hỏi em sẽ lấy chồng? Thì em ở đây chưa lấy chồng. No, phải lấy chồng chứ. Không biết, bây giờ không có con số ở trong đâu. Còn em thì em nghĩ là có thể là em sẽ tầm năm 30 tuổi. Em nghĩ là có. Em nghĩ là không lấy chồng. Lúc đó sẽ ok hơn. Còn nói cảm giác lúc này. Thực ra là em chỉ có một từ tâm đắc nhất mà khi em hay nói chuyện với mọi người á, là em chỉ có từ là cố gắng lên và về phía trước thôi. Còn em thì là tất cả mọi chuyện không sao nếu bạn cười lên. Còn vậy là cũng giống như cố gắng lên. Yeah. Ok. Nhưng mà nó hoa mỹ hơn đúng không? Em không làm gì đâu, trẻ này làm gì? Kinh doanh. Em nghĩ là em sẽ kinh doanh về một cái mảng nghề cũng liên quan tới gần nghệ thuật. Ví dụ như là quần áo, stylist. Nếu mà không làm nghệ thuật thì em vẫn sẽ làm nghệ thuật. Tại vì em đã xác định từ nhỏ là em sẽ làm nghệ thuật. Và nếu mà không phải là nghệ thuật được chứng trên sân khấu thì có thể em sẽ hát đâu đó ở trong một quán cà phê nhỏ. Tất cả những công việc đều là nghệ thuật. Hay là em sẽ hát ở ngoài phố đi bộ, mà em cũng đã từng hát ở ngoài phố đi bộ rồi. Và nói chung là cái bất cứ thứ gì và công việc gì và những cái gì liên quan tới nghệ thuật em đều thích hết. Hay quá. Nếu một ngày như vậy mà Đặc Nhi lấy mình trong tư thể của Duyên thì ta sẽ làm gì? Em sẽ suy nghĩ xem là suy nghĩ của con gái nó sẽ như thế nào. Mà khó hiểu quá vậy. Vậy cả hai sẽ chọn gương mặt đẹp hay hát dở hay gương mặt không đẹp hay hát hay. Em chọn gương mặt đẹp hát hay luôn à. Người đàn ông tham lam chính là anh. Không vậy. Thì nên chọn gì để sẽ ok mà. Dở. Em nếu em chọn một trong hai hát bây giờ. Tại vì đẹp mình có thể đi phẫu thuật thẩm mỹ được. Không, cũng còn đúng. Hát thì nếu mà mình không có giọng hát thì mình cũng không thể phẫu thuật cái thanh đới của mình được. Nên là em sẽ chọn hát. Nhớ bấm nút xem đầu tiên để không bỏ lỡ những chương trình hấp dẫn nhất từ Giang nhé. Thương người em. Nói thương em đi, người nói yêu em đi. Từ trong con tim này đừng ngóng trông hao gầy. Nhớ lắm honey, em nhớ thương anh vô cùng. Hey. Hãy đến bên em xóa tan đi bao hờn ghen.